Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng 10. Theo ngoài đời là ngày rằm hạ nguyên, tức là có ba cái nguyên lớn: rằm tháng giêng, rằm tháng bảy và rằm tháng 10. Thì hôm nay cũng có chư Phật tử tề tụ đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Thì theo thường lệ, cái giáo lý khất sĩ là cái bài pháp là chánh nhất, còn vấn đề cầu an, cầu siêu hay vấn đề trai tăng là vấn đề phụ. Vì sao? Vì pháp là cái sự hiểu biết. Ba đời chư Phật cho đến các sư và thiện nam tín nữ, cho đến loài 15 vạn chúng sanh bò bay mái cửa, đều lấy pháp làm thầy. Có pháp chúng ta mới giải thoát luân hồi sanh tử được. Mà pháp có hai: một cái pháp là của phàm phu, tức là 8 vạn chúng sanh từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula tới tới cõi người, trời dục giới, trời sắc và vô sắc. Thì đó là có trước Thái tử Siddhartha đạt ta. Nhưng về sau ngài thấy vấn đề mà tiến hóa, vấn đề mà thăng hoa, vấn đề tu mà cải sửa thì nó chỉ lẫn vẫn trong cái dòng xiềng xích mà thôi. Tức là từ cái xiềng cây, xiềng sắt sửa lên xiềng đồng, xiềng chì, rồi xiềng vàng, xiềng bạc, xiềng vàng, thì vẫn lẫn vẫn trong cái xiềng. Thái tử không đồng ý. Cái mục đích của Thái tử Siddhartha cũng như cái mục đích của Đạo Phật là chấm dứt cái dòng lẫn quẩn đó, tức là chuyển nghiệp, ngài phải đi tới phi nghiệp. Thì cái đó từ xưa giờ chưa từng có. Thì 62 tôn giáo bạn đã chỉ cách phương pháp để tu chuyển nghiệp. Tới chừng Thái tử Siddhartha ngài thấy cái chỗ hớ đó, nếu chuyển nghiệp thì hết phước thì phải luân hồi sinh tử. Đó là trường hợp của chúng ta ngay bây giờ. Thì đạo Phật dường như đã mất. Bởi vì tu theo đạo Phật rất là giản dị. Nói nó khó thì không gì khó bằng, mà nói dễ thì không gì dễ bằng. Mà nó không nằm trong khó dễ, nó là một sự thật thôi. Tức là nhận lại con người thật của chúng ta. Mà con người chúng ta đang ngồi đây, chúng ta khó nhận được nó. Nếu nhận lờ mờ thì trong đạo Phật thường kêu danh từ rất rõ là vô minh. Minh là sáng, vô là không sáng. Nhận lờ mờ, lờ mờ chúng ta mới bắt đầu có nghi vấn. Nghi vấn thì có vấn đề, mà vấn đề thì có tham sân si, có đau khổ. Mà cuộc sống làm sao đừng có vấn đề? Thì cái đó là một cái vấn đề khó khăn nhất mà các tôn giáo bạn, 62 tôn giáo đã tìm không được. Vì vấn đề chỉ là thấy rõ chứ không có làm sao. Nghĩa là không có pháp môn, không có thầy, không có đạo sư, không có từ từ, không có lai rai, không có những cái điều kiện để mà giải thoát. Giải thoát là vấn đề, không phải điều kiện và không có vấn đề. Mà chúng ta bây giờ sống mở mắt ra có rất nhiều vấn đề. Và chúng ta tạo ra vô lượng số hưởng thụ. Mà mỗi lần hưởng thụ là mỗi dần có vấn đề. Mà từ xưa giờ cha mẹ ông bà của chúng ta hưởng thụ rất ít. Bây giờ khoa học tiến bộ, đi tới điện thoại di động, rồi tới truyền hình, rồi bây giờ tới máy bay, tàu lặn. Còn hồi xưa là đi kiệu, đi bộ. Mà chính những cái đó là những cái đời sống giản dị, dễ nhận được Phật tánh. Nhưng mà không phải tôi nói vậy là chúng ta phải đi ngược lại cái dòng đời, không có cái vụ đó. Nhưng mà chúng ta phải bớt hưởng thụ một chút. Cái gì cần hưởng thụ, chúng ta hưởng thụ. Cái gì không cần, thì chúng ta thôi. Chẳng hạn như tôi nói như một cái vấn đề son phấn, vấn đề xe xua chân diện, vấn đề giày dép, vấn đề áo, những cái đó thì vấn đề ăn uống. Thì ăn uống là để cho đừng có bệnh tật thôi, chứ không phải đòi hỏi đồ ngon. Ví dụ thịt bò thì phải 7 món, như vậy chứ vậy. Thì vô cái bao tử thì nó cũng giống nhau thôi. Ăn càng đồ ngon chừng nào thì phẫn nó càng hôi thối nhiều chừng đấy. Thì chúng ta phải hiểu, chúng ta đau khổ vì có vấn đề 4 điều thôi: một là ăn,
hai là mặc, ba là chỗ ở, bốn là bệnh hoạn. Mà ăn mặc ở cho đàng hoàng, cho sạch sẽ, cho kỹ càng thì vấn đề bệnh ít khi lắm, ít khi lắm. Dầu có bệnh cũng là bệnh thời tiết bình thường thôi, mà bệnh nan y là do chúng ta ăn đồ nhiều món quá. Chúng ta nên nhớ thành ra thời bây giờ bệnh rất nhiều, thì vấn đề quý vị cầu an cầu siêu vô đây là mấy người chết rồi mà. Chết rồi mình lại thương cha thương mẹ, thương cho người mất mình khóc lóc ôm sùm. Có khi con mình chết thì mình khóc lóc mình giật nảy, thì mình nói mình thương con, mình thương cha thương mẹ, sự thật đó không có đúng. Như vậy thì chưa nói gì tụi con thương ai, thương con mới lo cho nó, con ngày đêm không ăn ngủ, từ mà 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ẵm đã lo lắng cho nó, bây giờ nó sắp chữa bệnh, nó sắp chết rồi. Tôi khóc mà tôi nói không phải thương nó. Nếu mà chúng ta nhìn những cái nhìn đó thì đúng theo đời, đúng theo vấn đề luân hồi, chứ không phải là đúng theo đạo Phật, đúng theo vấn đề đại thoát. Tôi nói hoài mà Phật tử cũng vẫn vậy thôi. Nếu con mất thì khóc lóc, cha mẹ mất thì khóc lóc. Nhiều khi đọc cái trai tăng mùi mẫn tới là muốn chảy nước dãi nữa. Đó, thật rồi nghe thấy ai cũng động lòng, vì cái đó là cái tầm thường của phàm phu thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ sâu, tôi đã giảng mấy lần rồi, mình không phải thương cha mẹ, không phải thương con, mà mình thương ai? Nếu mà đi sâu vào đạo Phật thì mình thấy mình thương mình, mình thương mình chứ mà không có thương cha mẹ, mình không có thương con. Tại sao vậy? Thì hồi xưa thời Đức Phật cũng vậy đó. Có một bà lão, bà ẵm đứa con chết rồi, mà nghe nói Đức Phật có thần thông, có phép tắc, có thể làm cho người chết sống lại. Thì bà ấy lại năn nỉ Đức Phật làm sao cho con bà sống. Thì Đức Phật mỉm cười, Ngài nói giờ bà đi hết mấy cái nhà đi, và để con đó. Bà đi mấy cái nhà, nhà nào lấy cái tro mà không có người chết nữa, bà đem đến đây, thì Đức Phật sẽ lấy cái tro đó cứu cho đứa con bà sống lại. Bà đi từ sáng tới chiều giác cái thây của con, không có nhà nào không có người chết hết. Về với Đức Phật bà thấy đâu có ai nhà nào mà không có người chết, không có ông nội ông cố cha mẹ thì cũng con cái anh em trong gia đình chết, cái chết là một điều dĩ nhiên thôi. Đức Phật cũng phải chết mà ta đi cũng phải chết. Nhưng bà nghĩ lại, bà có thật sự thương con bà không? Bà nói thôi sao Thế Tôn nói kỳ cục vậy, nếu không thương là sao con ẵm lại để con khóc. Bây giờ Thế Tôn có thể làm cho đứa con nó sống lại, con chết thế nó, con đồng ý. Con đồng ý thay cái mạng sống của già này cho đứa con sống. Nếu mà Đức Thế Tôn làm cho con sống thì con chết liền tại đây để thay thế cho nó. Thì chúng ta thấy như vậy là quá là thương con, mà dám đổi cái mạng sống mình cho con. Nhưng Đức Phật nói bà hãy bình tĩnh lại. Con bà sơ dĩ mất bà thương, thì nó chết đi, bà sống lại bà cô đơn, bà đau khổ, mà có cái gậy của nó làm cho bà ấm cúng. Thì khi nó mất đi thì bà thiếu cái sự ấm cúng, bà thấy bà cô đơn thì bà thương cho thân bà thôi, chứ bà đâu phải thương cho nó. Bây giờ bà muốn bà chết để cho nó sống, và nó lãnh cái phần cô đơn đau khổ khi nó nhớ mẹ, chứ đâu phải bà thật sự thương nó, mà bà tránh cái cô đơn của bà, tránh cái gì mà làm an ủi bà trong lúc tuổi già. Có đứa con nó cảm thấy ấm cúng, khi nó mất đi rồi cái sự ấm cúng nó mất, bà khổ đau, khổ đau vì bà than thương trách phận bà. Thì chúng ta thấy cũng vậy, như là vua Ba Tư Nặc với bà Mạc Lệ Phu Nhân cũng vậy. Mạc Lệ Phu Nhân thì nhà vua hỏi gì chứ ái khanh thương trong đời này thương ai hết, thì bà Mạc Lợi bà nói bà là giữ tám giới mà, bà hiểu sâu đạo Phật, bà tượng trưng cho Bát Nhã cho đạo Phật, còn vua Ba Tư Nặc tượng trưng cho phàm phu cho đời. Thì bà trả lời bệ hạ làm bộ hỏi thôi, chứ thần thiết là thương bệ hạ nhiều hơn hết. Ông nói trẫm là bộ hỏi chứ trẫm biết là khanh phải trả lời như vậy thôi. Thì bà Mạc Lợi bà khôn, nó nói nếu mà bệ hạ cho thần thiết trả lời đúng hơn, cái đó không được đúng lắm. Bà nói trời ơi còn có cái đúng hơn nữa sao? Nhưng mà bệ hạ cho không thì thần thiếp trả lời sự thật, cái đó chưa có đúng sự thật. Thì cuối cùng ông vua Ba Tê Nạc biêu bà trả lời sự thật, thì bà nói là sự thật đó thì bệ hạ hỏi đi.
Thì nhà vua hỏi lợi cho ái khanh trong đời này, ái khanh thương ai nhiều hết? Thì nói thần thiếp thương cái bản ngã của thần thiếp nhiều hơn hết. Mà vua lấy làm lạ, trời, mình mà thương mình, thương là phải có đối tượng, tại sao mình thương mình, sao mà ích kỷ quá vậy? Thì trọng không hiểu, bây giờ ái khanh giải thích cho trọng biết. Thì bà Mặc Lợi biết rằng giải thích nhà vua khó hiểu, bây giờ chỉ cho thí dụ thôi. Tôi bây giờ bệ hạ đồng ý nhau, thì thần thiếp xin hỏi bệ hạ, bà hạ trả lời theo cái hiểu biết của bệ hạ. Bây giờ thần thiếp xin hỏi cho trong đời này bệ hạ thương ai nhiều hơn? Thì nói ái khanh là bỏ hỏi thôi, để khanh biết rằng trẫm thương ái khanh nhiều hơn. Rồi kế đến mẹ trẫm, rồi mới đến thần dân. Thì bà lợi Mặc Lợi phu nhân hỏi bệ hạ thật không, mà suy nghĩ cho kỹ coi phải thương thần thiếp không. Nói không lẽ mà trước mặt ái khanh rồi cẩm nịnh ái khanh sao? Cẩm nói tập nếu mà cẩm chết bây giờ cũng được, không có ái khanh là cẩm không thể sống được, vì tất cả triều chính, tất cả sự lo lót cho cẩm đều lo ái khanh, mà tất cả việc khó trong nước ái khanh cũng giải quyết một cách rất là rõ ràng. Thì nếu không có ái khanh là cẩm không thể sống được, thành ra cẩm thương ái khanh vô cùng. Rồi bà Mặc Lợi mới cho thí dụ, nói bây giờ bệ hạ nói vậy ha, bây giờ thần tiếp cho cái thí dụ bệ hạ chịu không? Thí dụ thôi chứ không phải là sự thật. Rồi vua Mặc Lợi đấy, vua Ba Tư Nặc nói được. Rồi nói bây giờ thần tiếp xin nói giả dụ thí dụ với bệ hạ ha, nếu mà thần tiếp thương một chàng trai nào đẹp trai hơn bệ hạ nữa, nghĩa là thần tiếp lấy trai đó, thì bệ hạ sẽ tính làm sao? Nhà vua nói trời, hỏi câu hỏi gì khó trả lời quá, thôi bỏ qua đi, tám chuyện đơn vui mà nói cái chuyện gì đâu. Nó nói không, cái này là thần thiếp thí dụ thôi, chừng đó bệ hạ sẽ xử thần thiếp như thế nào. Thần thiếp tư tình với một chàng trai đẹp hơn bệ hạ nữa, thí dụ như vậy thôi, chừng đó bệ hạ xử làm sao. Mà vua nói thôi bỏ qua đi, đang vui mà nói cái chuyện gì ở đâu không. Nó không vừa thần thiếp thí dụ thì bà cũng trả lời thí dụ đi. Nhà vua lưỡng lự nói gì đó, chừng đó thì bệ hạ chém thần thiếp cái gì, bà hạ thân thay thần thiếp, bà sẽ nhúng thần thiếp vào giặt dầu, có phải vậy không bệ hạ? Thì nhà vua chắc phải vậy thôi. Thì sự thật nó như vậy đấy, mà không phải là vua Ba Tư Nặc mà cả chúng ta ở đây cũng vậy thôi. Bởi vì là vua Ba Tư Nặc còn nói là thương ái khanh còn hơn mẹ trẫm. Rồi bà Mặc Lợi mới giải thích sửa dĩ bệ hạ thương thần thiếp hơn mẹ của bệ hạ là bởi vì thần thiếp lo cho bệ hạ nhiều hơn mẹ bệ hạ. Mẹ bệ hạ chăm sóc bệ hạ từ lúc sanh ra, nuôi cho lớn, dạy cho bệ hạ, lo từ miếng ăn manh áo cho bệ hạ, thần thiếp cũng lo như vậy. Nhưng mà việc triều chính đó, mẹ có bệ hạ chả biết gì hết. Còn thần thiếp nhỏ nhỏ có đi học, có học những cái phép cư xử, cái phép trị nước rồi, thần thiếp nhà giàu học đủ hết văn võ song toàn. Thành ra thần thiếp mới giải quyết vấn đề khó khăn trong việc triều chính của bệ hạ. Thành ra thần thiếp lo về tới hai mặt, do đó bệ hạ được an ổn, vuốt ve cái bản ngã của bệ hạ, cho nên bệ hạ thương thần thiếp. Còn bây giờ thần thiếp làm ngược cái bản ngã của bệ hạ lấy trai, thì tất nhiên là bệ hạ phải giết thần thiếp. Như vậy là bệ hạ vì cái bản ngã của bệ hạ chứ đâu phải vì thần thiếp. Nhà vua Lý Thinh biết rằng bà Mặc Lợi trình bày rất sáng tỏ. Câu chuyện nó còn dài nhưng mà tôi kể một khúc thôi, để thấy rằng đứa con của mình mà nó chết đi, cha mẹ mình mất đi, thì cái đó theo ngoài đời là một chuyện đáng buồn, đáng đau khổ. Nhưng mình đã học đạo Phật, mình biết chúng sanh từ đâu đến, do cái duyên nhiều kiếp nó đến như mình. Nếu mà một người con sanh vào trong cha mẹ, một là ân, hai là oán. Ân thì đền, oán thì trả. Ví dụ mình giết loài thú, mình cứu loài thú, mà loài thú nào mình cứu nó sanh vào mình thì nó đứa con chí hiếu. Còn loài thú nào mình giết nó sanh gia đình là nó đứa con bất hiếu, nó phá mình tàn gia trung lục luôn. Thì chúng ta phải hiểu vấn đề đó, để rồi chúng ta mới giải thoát luân hồi sanh tử khổ được. Thành ra mình đừng có thấy cha mẹ chết, con chết mình rồi khóc. Mình phải xét coi nên mừng hay nên khóc. Nếu cha mẹ mình biết tu thì cái linh hồn đâu bao giờ chết được, chỉ có cái thể xác chết thôi, còn linh hồn thì vĩnh cửu.
nhưng mà nó mang dưới hình hình thức. Thành ra trong kinh mới có nói là muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn, có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt hiệp đoàn siêng năng, ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc ngu cạn ngầm làm cho chúng nó âm thầm khổ đau, lạc bầy dấn dắt xôn xao, lại e cái nạn thức giao hầu gần. Mình cũng thân, nó cũng thân, mà luôn thương mình mà giết nó trái cân công bằng. Thì chúng ta thấy là thú kia nó cũng là thân, cũng xương mà cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng đau đứt ruột, tiếng kêu mà đứt ruột, tiếng la xé lòng. Chúng ta phải hiểu vậy, mình mà đánh đau mình cũng cũng khổ, con mình chết, cha mẹ mình chết, mình cũng khổ, mà mình lại giết loài thú. Thành ra hôm nay tôi nói về vấn đề sanh tử, thì muốn thoát khỏi vấn đề sanh tử đó thì chúng ta phải chuyển nghiệp. Rồi ngưng ở chuyển nghiệp thì chúng ta cũng trở lại cái chỗ lẫn quẩn thấp thôi rồi tu nữa. Thì chuyển nghiệp rồi chúng ta phải đi tới phi nghiệp. Chuyển nghiệp tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là chưa có giữ giới. Thì tất cả tôn giáo nào cũng vậy, cũng là giới, đi tới định, đi tới huệ sáng suốt. Giới là cho xác thân, định là do cái tâm, cái hiểu biết, còn huệ là cái diệu dụng của cái tâm. Thì chúng ta thấy đạo Phật giải rõ nhất, giới định tuệ ngoại đạo cũng có, nhưng mà giới định tuệ bốn đường ác nó khác, giới định tuệ bốn đường thiện nó khác, còn giới định tuệ của thánh nhân nó khác. Thì cái này chỉ có đạo Phật mới giải cái giới định tuệ của thánh nhân thôi, còn ngoài đời thì giới định tuệ của bốn đường ác, rồi tiến lên các cõi trời là giới định tuệ của bốn đường thiện, rồi tiến lên bậc thánh nhân là giới định tuệ của bậc thánh. Đã bắt đầu có đạo Phật, tức là nhập lưu quả thánh thứ nhất, Nhất Vãng Lai quả thánh thứ nhì, Bất Lai quả thánh thứ ba, và A-la-hán quả thánh thứ tư. Tới quả thánh này mới hoàn toàn không còn luân hồi sanh tử khổ nữa, kêu là Niết Bàn tịch tịnh hay báo thân của Như Lai. Thì bây giờ tôi bắt đầu kể. Phật tử nhìn vào trong con người mình, đạo Phật là đạo của cuộc sống, tức là của xác thân chúng ta ở đây. Thì xác thân này tuy là xác thân nhưng mà khác ở cái tâm. Chúng ta phải tu thiền định để cải sửa cái tâm thì xác thân nó sẽ cải sửa theo. Thì chúng ta có tất cả là ba thân, quý vị mổ xẻ con người mình nhé, đừng có nhìn đâu theo lời tôi, nhìn lại cái xác thân này. Thì cái thân thứ nhất đó là cái thân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula cũng ngồi tại đây. Còn xác thân thứ nhì, người và trời dục giới. Xác thân thứ nhì là xác thân của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của cõi trời sắc giới. Xác thân thứ ba là tứ thiền cho tới tứ không, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi phi tưởng. Thì hôm nay thời giờ ít, có 45 phút thôi. Bây giờ đọc ấy rồi còn có 45 phút à. Tôi chỉ giảng sơ thôi. Ai muốn nghe cho kỹ thì có thể bữa 17 tôi giảng Ngọc Trược. Hôm nay 15 rồi, 19 nhằm xuống Nhật tôi giảng ở đây. Ngọc Trường thì chắc tôi cũng giảng 2 giờ chiều á, thì ở đây cũng 2 giờ chiều. 17 là Ngọc Trường, 19 là Chủ nhật tại đây, 21 thì ở Trà Cuông. Ở Trà Cuông tới tỉnh xá Phước Thành vẫn gì đó. Còn 23 thì ở đó tỉnh 2 ngày đó, 23 thì ông Trà Cuông. Rồi 25 là ở Càng Long. Tháng này là nhiều quá, nhiều ngày đó. Thì Phật tử nào có rảnh thì bữa 17 thì Ngọc Trường cũng 2 giờ chiều, 19 là Chủ nhật thì cũng 2 giờ chiều ở đây, 21 thì ở Phước Thành tức Trà Cua, 23 cũng ở Phước Thành, 23 thì chắc cũng buổi chiều thôi. Đó thì đại khái chúng ta phải nghe nhiều lần. Thì hôm nay thời giờ nó ít, có 45 phút thôi, quý vị không có trả bài. Còn Chủ nhật đó thì thường thường quý vị phải trả bài đấy, tôi giảng 1 tiếng còn quý vị trả bài 1 tiếng, còn nay là không có trả được, nay bị trai tăng mà đọc phần chúc còn truyền giới nữa. Thì tôi xin tóm sơ quý vị nhìn con người mình ha, từ nay là tôi giảng ở trong con người mình không chứ không có ra ngoài, mà quý vị thấy rằng nó phức
tạp vô cùng. Cái sân thứ nhất thì quý vị dễ nhìn rồi, mắt, tai, hai là tai, ba là lỗ mũi, bốn là cái lưỡi, năm là cái sắc thân, sáu là cái óc. Đó thì quý vị nhìn, quý vị thấy rồi đó, cái này thì dễ nhìn thôi. Thì cái ăn uống, ăn mặc ở bệnh đó, nó nhờ cái này đó thì gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nếu chúng ta chìm đắm, chúng ta dính mắc, chúng ta ghiền nó, thì chúng ta đang ở bốn đường ác. Thì ăn cái gì thì cái này nó kêu là đoạn thực hoặc là đoạn thực. Đoạn là do duyên, đoạn là cắt đứt từ khúc. Thì có sắc, tài, danh, lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Thì thế giới chúng ta đang sống đấy. Thì nếu chúng ta chìm đắm, chúng ta mê trong đó, chúng ta nghiện ngập trong đó, chúng ta dính mắc trong đó, chúng ta say mê trong đó, thì chúng ta đang ở bốn đường ác. Thành ra trong cái bài kinh 66 Đức Phật 15 hạng chúng sanh đó, tôi chia đó đó là địa ngục, đó là vật lý chưa có cái biết, chưa có sự sống, tức là sự vật chung quanh chúng ta, nó cây đá cỏ máy móc giày dép này kia. Còn sinh lý là con mắt tai mũi lưỡi, là có sự sống mà chưa có cái biết. Còn vật lý chưa có sự sống, chưa có cái biết. Thì khi con mắt này tiếp xúc với sinh lý này, tiếp xúc với vật lý, tức là căn tiếp xúc với trần, thì cái căn nó sẽ nhận lấy cái trần ở trên con trần đen. Nếu cái lỗ tai nghe tiếng thì cái màng nhĩ sẽ nhận lấy cái tiếng, cái âm thanh ở trên màng nhĩ. Cái lỗ mũi mà nhận lấy cái mùi thơm thì cái gai mũi, mũi trong dạch ra chúng ta thấy có cái gai, nó nhận lấy cái mùi. Thì nó chưa có cái sự phân biệt, chưa có tư tưởng, nó chỉ có cái cảm thọ lờ mờ, là dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Mà tại sao thì chưa biết. Cũng chẳng hạn tôi lấy con mắt, một cái thí dụ quý vị, từ giờ tôi nhìn thấy cái bình bông hay cái máy quay phim ở trước, thì cái bình bông này nó sẽ nằm trên trần đen của tôi. Biết là có vật, nhưng mà vật gì chưa biết. Thì cái đó kêu là ngạ quỷ, chưa có tư tưởng phân biệt. Thì chúng ta vẫn có, nhưng mà chúng ta lướt qua cái đó, chúng ta không thích, không chìm đắm trong nó, thì chúng ta tiến qua súc sanh. Súc sanh là bắt đầu có cái đầu óc, cái đầu mới bắt đầu phân biệt cái sự vật này là bình bông, nhưng mà bông này xấu, tốt, đẹp, bông này là bông gì, bông dạng thọ hay bông hồng, thì chưa có phân biệt được. Thì cái đó kêu là súc sanh, có tư tưởng mà tư tưởng một cách lờ mờ. Lờ mờ là vô minh hạng nặng đấy. Thì nếu nếu chúng ta nhận như vậy là chúng ta ở địa ngục, là sự vật. Địa ngục hữu gián, vô gián, hữu gián là con mắt. Nếu chúng ta nhìn thấy vậy rồi, chúng ta có cái cảm giác dễ chịu, chúng ta hành động. Chẳng hạn thấy tiền nhào vô giật liền, không có tư tưởng, không có suy nghĩ cái tai hại gì hết, thì cái đó là ngạ quỷ. Bây giờ chúng ta thấy qua thời bao cấp bây giờ cái đó rất nhiều. Cái thời mà đói quá, thời bao cấp đó, thì tôi đi về ở Hòa Đồng cái đó, đó thì bà mẹ của cô Hường thì ra ngoài cầm cái gói xôi nít nẻ, nó chụp nó giật nó ăn nó chạy. Lúc đó đói quá đói. Thời bao cấp lên thì quý vị biết rồi, thời bao cấp đó là thời khổ sở nhất, nghĩa là trốn ra ngoài mất rất nhiều và chết rất nhiều. Đó, thì chúng ta thấy khi đói quá rồi chúng ta dễ sa đọa xuống ngạ quỷ. Còn súc sanh là phân biệt sự vật không có rành, lờ mờ. Chẳng hạn như con chim, chúng ta thấy nó làm ổ 100 năm trước vậy, 100 năm về sau cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nó không có cái nghiệp, chỉ có tư tưởng thôi, tức là có sự phân biệt mà không có sự cải sửa. Cái này quý vị phải nghe nhiều quá. Ở trong con người mình á, thì chúng ta thấy là cái loài thú nó bệnh thì nó chịu thôi, còn nó không biết uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, không biết chích, không biết gì hết, bệnh là nó chết. Thì cái đó kêu là súc sanh. Nó làm nhà ở của nó thì 100 năm, 1000 năm về trước, 1000 năm về sau cũng vậy thôi. Cái chim, cái ổ, con chim. Còn con người không có. Thì con người có ý chí, tức là chúng ta kêu là nghiệp, biết cải sửa. Nhưng mà cải sửa mà chưa có kinh nghiệm,
Thành ra chúng ta thường thấy có người ta chửi mà ta không biết, mày thứ đồ ngu, mày làm cái gì mà chỉ mày một lần rồi mày làm hư phải 4 5 lần mới có kinh nghiệm mới làm được, thì cái đây là cõi người. Còn loài thú thì chỉ gì chỉ nó cũng vậy à, nó không có cải sửa được, bởi vì nó chưa chưa có ý chí mà đạo Phật kêu là nghiệp. Nhưng mà nói là tôi nghiệp nhiều quá rồi này, tôi như thế nào, nó tồn tại đại quá xuôi, nghiệp con nặng quá, không biết nghiệp là cái gì. Nghiệp là ý chí của mình không dám cải sửa hoàn cảnh. Có người ta thấy cái hoàn cảnh ấy người ta cải sửa liền. Chẳng hạn như đây có Phật tử coi như Hưng Nhân Triết nó mà cái đọc thọ giới rồi thấy sai là cải sửa liền. Hồi xưa là bán nước ngọt rồi nó rượu kêu làm bia đó, thì có thấy làm cái nghề đó trong năm nghề cấm thọ năm giới, thì Đức Phật trong đạo là cấm năm nghề, bỏ nghề chuyển qua cái khác liền. Chúng ta thấy giống hy sinh vậy đó, có nhiều bữa nay buôn bán mà nghỉ cả ngày đi nghe pháp thì tất nhiên là mình có sự suy nghĩ thấy cái lợi hại, nghỉ một ngày không đến đỡ đói, được cái pháp thì nó sống ngàn năm. Người ta nói thịt tâm tạng ăn sống ngàn năm, tâm tạng là gì, là kinh lực lượng. Hãy chúng ta ăn một miếng là chúng ta sống đời đời kiếp kiếp, là trong các thử bố thí pháp là cao thượng. Có người không dám 2 tiếng là hồ nghỉ mà cũng không dám, tiếc mất tiền mà được pháp. Nó tiền bạc nó đâu có đi cho đến giải thoát, có chừng nào mình nghỉ mà mình đói rồi thì không nên phải làm tiếp tục. Còn nghỉ 1 2 tiếng rồi mình về mình tiếp tục bán mà nghe được cái pháp lý để mà hiểu biết, nó con nghe hoài con không hiểu, đâu có cái vụ đó. Nó có là tại mình lười biếng, nghe một lần không biết thì nghe 10 lần không biết 100 lần thì nó nhập tâm thôi, là nó mình nghe rồi cái mình về mình lo vấn đề khác, mình không lo ôn bài ôn vở, không ngồi thiền gì hết, rồi cứ nói con sao ai quên. Đâu phải mình quên, tất cả mọi người đều vậy hết. Mình nhớ là lúc nhỏ mình đi học, mình ra chợ mà ngồi học bài học nguyên ngày cũng không tuột. Còn mình vào chỗ thanh vắng như các chùa chiền yên tĩnh mình ngồi học thì 1 lần cũng chưa tuột, 10 lần nếu mình mà người ngu thì phải học 100 lần. Người ta người khôn ta học 5 7 lần người ta tuột, cái đó là cái phước báo nhiều kiếp. Phật tử về mà không không tôi nói mà sai tôi xin chịu tội. Thành nó nói pháp sư giảng nó sao con không hiểu, con nghe con chán quá. Tôi đã nghe đi 10 lần, 20 lần, 50 lần mà không hiểu tôi xin chịu tội. Giờ có đĩa thì nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui hoài rồi thì tự nhiên hiểu. Mà nói vậy cho con ở nhà con nghe con cần gì đến đây. Thì chúng ta quên rằng cái người thuyết cho mình mới là quan trọng. Cái đĩa là địa ngục, mặc dầu là tôi thuyết nhưng mà nó thâu vô cái vật lý rồi nó phát ra, cái đĩa là vật lý, nó đâu có linh hồn. Còn người thuyết mình là có linh hồn. Nếu người thuyết tu cao chẳng hạn quý vị gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết 1 lần chúng ta thấy trong kinh đắc thánh quả liền. Mà thời buổi này muốn thánh quả nhập lưu rất là khó khăn, mà gặp Đức Phật 1 lần một đắc thánh quả. Thánh quả đâu phải là ở mình không, mà do người thuyết nữa. Người thuyết có định lực người ta rất là mạnh, cái Phật lực rất là mạnh. Chúng ta thấy như mà con của Thái tử Siddhartha là ông La Hầu La, ông ra ông gặp Phật một cái thì ông la trời ơi sao mà mát mẻ quá, con gần Thế Tôn con cảm thấy một sự mát mẻ sảng khoái vô cùng. Sảng khoái là do cái Phật lực, cái từ lực của Đức Phật nó tràn ra. Một bà lão vì bệnh 10 mấy năm nằm ở trên giường không có nhúc nhích, không đi được, mà nghe Đức Phật đi bát trước nhà là bà trong nhà bà chạy ra. Chạy bằng cái gì? Bằng cái từ lực của Đức Phật. Khi Đức Phật trở về rồi bà vô vô không được, đi không nổi. Thì chúng ta thấy cái niềm tin, thì cái giảng sanh về cực lạc đều vô cái chữ tin. Tín hành và nguyện tín đứng đầu, không tin là không giảng sanh được. Nhưng mà tin có 2 cái nha, một cái tín ngưỡng và một cái tín tâm. Nhưng muốn đi tới tín tâm thì phải qua tín ngưỡng. Tín tâm đó là nhập lưu, mà tín ngưỡng đó là người trời. Mà tín ngưỡng mà tà mê tín thiện hay mê tín ác, mê tín thiện ít nhất cũng đi tới nhị thiện. Cái đó là cái trung đạo của giới lực của sắc thân. Còn người trời dục giới muốn qua nhập lưu, muốn dục nhận được Phật tánh thì hơi khó khăn. Mà đi tới trời sắc giới rồi qua Phật tánh rất mau.
Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm thì có hơi khó khăn. Khỏi cần niệm Phật nữa, tiếng niệm Phật đã tràn đầy linh hồn rồi, nó tự phát ra. Thì người này nếu có một sự khắc khoải, một sự trăn trở, một sự bất mãn, một sự thao thức thì dễ nhận Phật tánh, chứ không phải nhị thiền là nhận Phật tánh nha. Có người thì chỉ nhị thiền đó là Phật tánh, không phải. Đó là cái điều kiện ắt có và đủ để chúng ta bước vào Phật tánh. Mấy người nào đạt nhị thiền người đó khôn, thông minh, sáng suốt. Nhưng mà hưởng thụ thì chết, hưởng thụ thì phạm giới cấm thụ. Như đây là có cái cô gì ở Vũng Tàu là cô khôn, cô dám bỏ nhà về đây để mà sống ở đây nghe Pháp. Cô đã từng nghe Pháp, từng đi đủ chùa rồi, cô nó nghe mà không ai trả lời, mà sáng tỏ rõ ràng. Cô có những cái thắc mắc mà đi các nơi không ai trả lời, hỏi mấy thầy cũng kẹt, mấy thầy nói ai giảng thì lại hỏi người đó. Thì đâu còn gì nữa, giảng gì mà 8 tiếng chết rồi, mà 8 tiếng cũng còn cảm giác đau đớn. Rồi bây giờ người hiến xác làm sao đây? Chắc là chết cho hay nó lấy liền. Như vậy thì nó lại nó mổ thay mình đau đớn, mình khổ sở thì sanh về súc sanh. Làm sao giải sanh về cực lạc được? Cái này nếu không học tri thức làm sao hiểu được? Cái cảm giác nó thuộc về dây thần kinh. Còn cái tư tưởng sanh nó thuộc về tư tưởng là óc. Thì quý vị phải học cái đó. Thành ra hôm nay tôi muốn nói để quý vị nhận lại cái con người mình, để mình biết mình sống cho nó đúng, và mình coi mấy người bạn xung quanh ở trình độ nào, và coi cha mẹ mình lúc sống như thế nào thì chết như vậy. Hồi nãy có cô nào đọc cũng chỗ đó, sống sao chết như vậy, mà sống sao là sống như thế nào. Điều kiện đầu tiên là phải giữ năm giới. Ba giới là cõi người, năm giới là cõi trời dục giới. Thì năm giới mới tập tu tứ thiền thôi. Tập tu là sao? Là nó không được liên tục. Thí dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm thì đừng, nó liên tục đếm từ 1 10 được 1 tiếng hay nửa tiếng 15 phút thôi, bắt đầu tâm nó phóng phải kéo lại. Rồi niệm Phật khỏi đếm là khỏi đếm từ 1 tới 10 nữa thì được 5 phút 10 phút nửa tiếng thôi. Rồi nó phóng mình phải kéo trở lại nữa. Rồi tới giai đoạn thứ ba khỏi cần niệm Phật nữa, tiếng niệm Phật nó đầy A-la-gia tự nhiên nó tràn ra. Cái tự nhiên tràn ra là chân vọng hòa hợp nha, chứ không phải chân. Nghĩa là mình không cố ý nữa mà tự nhiên nó tràn ra, người ta nhận cái này là Phật Phật tánh chưa đâu. Cái điều kiện này là để đi tới Phật tánh này, đi tới chân tâm đấy. Mà dừng ở chỗ này là người này khôn minh, phước báo làm cái gì cũng giàu có mau. Giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Nên nhớ không phải cõi Phật. Thì ở đây hưởng là thuộc giới cấm phụ, nhưng mà muốn bước qua bất và Phật tánh đó, bát nhã, thì cái chỗ này dễ bước nhất. Nếu mình sẽ có sự trăn trở nữa, mình dùng trăn trở tức là mình phải thấy nó quan trọng, cái sanh tử là quan trọng hơn hết. Mình không còn ham muốn gì hết, cứ dồn vào đó hoài, cái gõ mãi đó thì cửa nó mở thôi, gõ mãi nó cửa nó sẽ mở. Mà tôi giảng là nói vào Phật tánh nha, chứ phải gõ mãi là lợi cho tôi, rồi khóc lóc rồi xin cái gì muốn cho về trai tăng cho mẹ, rồi bây giờ sư không tiếp là con không về, con khóc hoài, con gõ hoài tới chừng nào sư chịu tiếp mà sư chịu đi thôi. Cái đó là không phải tôi giảng như vậy ha, rồi bắt chẹt tôi là tội nghiệp cho tôi, không phải vậy. Là tôi muốn nói là giai đoạn này mình phải có chịu trăn trở để mình nhận lại cái bất tử, nhận lại cái bất tử. Thì Phật tử phải đi tới giai đoạn này, mà giai đoạn này là cái thân thứ hai. Cái thân kia là thân bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân cái đầu. Còn cái thân thứ hai là dây thần kinh thị giác, dây thần kinh thính giác, dây thần kinh khứu giác là lỗ mũi, dây thần kinh vị giác là cái lưỡi, dây thần kinh xúc giác là cái sắc thân. Và cái đầu có dây thần kinh trung khu kêu là tịnh sắc căn di tế. Còn các dây thần kinh này kêu là tịnh sắc căn. Sắc là vật chất, tịnh là trong sạch di tế. Còn cái thân bên ngoài kêu là phù trần căn. Phù là nổi ra, cái phù trần là cái bụi bặm mình nổi kết lại mình thấy nó rõ. Còn cái kia mổ xẻ mới thấy, có cái xúc giác đó là mấy vị dễ thấy nhất, kêu là chích gân, mấy vị nhìn thấy cái gân đó. Còn cái da bên ngoài đó là phù trần căn,
Còn cái gân đó kêu là tịnh sắc căn. Còn con mắt quý vị chỉ thấy phù trần căn là cái tròng đen, nhưng mà nếu mổ ra tròng đen nó có những dây thần kinh lăn tăn nó đưa lên óc, thì cái đó là tịnh sắc căn của thị giác. Còn cái lỗ tai cũng vậy, từ cái màng nhĩ nối vô có những dây thần kinh nhỏ nhỏ, đó là thần kinh thính giác tịnh sắc căn của lỗ tai. Lỗ mũi cũng vậy, cái lưỡi cũng vậy, cái thân thì dễ nhận nhất, cái bàn tay, cái da thịt bên ngoài tôi lấy là phù trần căn. Rồi chúng ta thấy chích gân, có những cái gân có nhiều người ốm hay thôi nổi gân, thấy cái tịnh sắc căn rõ ràng. Thành ra chích thịt ít đau mà chích gân đau, nhất là nó phù, nó đau dữ lắm. Nó không phải là nó hỏi có khi cả 1-2 tiếng nó áp xe rồi, đâu phải nước nóng ấm ấm để vô. Thành ra cái dây thần kinh này đã chết rồi 8 tiếng nó mới đứt. Mà chỗ này là chỗ cảm giác phát hiện rõ ràng nhất, đau đớn nhiều nhất. Còn cái bên thịt ra ngoài thì thường thôi, ví dụ mình bị phỏng thì đó là phù trần căn. Quý vị đắp, quý vị thoa thuốc dán thì nó hơi nhức gì thôi. Mà khi dây thần kinh nó nhức rồi quý vị khóc luôn. Chẳng hạn như cái răng mà quý vị ngậm nước đá thì nó ê, đó là ê phù trần căn. Dễ thôi. Mà nếu nó nhức cái chỉ máu rồi quý vị khóc luôn. Phải đi vô mổ bỏ hoặc là lấy đi chỉ máu thì cái nhức mới hết được. Đó, cái đầu cũng vậy, nếu cái đầu bên ngoài này bị trầy hay bị té ấy rồi quý vị sức nó thì nó đau chút ít thôi, mà nó nhức dây thần kinh đầu rồi quý vị khóc luôn. Nó khó, mình phải hiểu cái đó, thì đó là sắc thân thứ hai. Thì khi quý vị mà bỏ cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ rồi thì quý vị bắt đầu ngồi thiền. Tới giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm, nó cho nó có tiếng niệm Phật phát ra. Mà quý vị làm được 1 phút, 5 phút, 7 phút, 10 phút rồi nó mất thì cái này chưa phải. Cái đó là phù trần căn thôi. Còn quý vị làm được mà cả 7 bữa, 7 ngày, 7 đêm thì đây là đi vào tịnh sắc căn. Bây giờ quý vị không còn ăn uống sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa, mà quý vị ăn bằng cái cảm xúc hỷ lạc. Ai có ngồi có đâu biết, nếu quý vị ngồi được 7 tiếng thì quý vị thấy 7 tiếng này quý vị không có tiêu tiểu, không có ăn uống gì hết, nhưng mà chưa phải là nhập định đâu. Cái này còn là cái phù trần căn, mới vô cái tỉnh sắc căn một chút thôi thì chưa qua cõi trời sắc giới được. Muốn qua cõi trời sắc giới quý vị phải giữ 8 giới. Mà 8 giới là gì? 5 giới thì quý vị biết rồi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì cái này đa giới ở đây thọ hết rồi. Còn 8 giới là 3 cái sau, chút nữa có 4 ông thì làm thọ. Thì cái này không phải là giới mà là hạnh, hạnh kiểm. Thì cái này khó giữ, người ta nói giới dễ giữ mà hạnh khó gìn. Tại sao vậy? Thì cái giới nếu mình phạm thì hại người, hại mình. Người ta sẽ đánh mình, người ta sẽ thương mình. Còn cái hạnh quý vị phạm không ai làm cái gì được hết, nhưng mà mất cái tư cách, mất cái oai nghi, mất cái hạnh kiểm của người tu. Chẳng hạn như tôi bây giờ vô trong quán, tôi đầu trọc gì tôi ngồi tôi ăn hủ tiếu, thịt bò, thấy không? Tôi ngồi tôi uống bia, coi không có được. Mà quý vị 5 giới thì được thôi, dễ thôi. Thấy cái đầu có tóc rồi ai có ai nói gì đâu, ăn mặn có đâu ai nói gì. Tôi mà vô ăn mặn ngồi trong quán, tôi vô trong quán là cái luật cấm rồi đó, chứ đừng nói ăn mặn ăn chay. Tôi đi đâu là tôi đâu có dám vô quán. Khi nào kẹt lắm mà tôi thì tránh được thôi, chứ ít khi nào tôi vô là tôi ngồi trên xe tôi ăn. Quán là của người cư sĩ 5 giới. Một mình 250 giới mà vô ngồi ăn rồi nghe nó sổ nho, nó chửi thề tùm lum là không được. Người tu nó khó lắm. Mà nhờ cái khó vậy đó mình mới đi sâu vào con người của mình. Người tu không phải ngồi thiền, ngồi trong phòng, trong cốc mà ngó dách gì hết. Phải ra trời cao, biển rộng, bãi tha ma, căn nhà trống, dưới gốc cây to, đó Đức Phật đã dạy á. Như vậy thì cái tâm mình còn sơ cơ, gặp cái hoàn cảnh nhất là ở biển, hư không vô biên, ngồi thấy hoàn cảnh nó bao la mang mát, không có một tiếng động, thì chừng đó cái tâm mình nó dễ đi tới là hư không vô biên. Rồi cái thân mình nó cũng biến mất luôn. Mình sống là có thân, tâm, hoàn cảnh,
mà cái tâm là quan trọng nhất. Thân khẩu ý thì cái ý, cái tâm đó là quan trọng nhất. Thành ra quý sư quý vị phải có, nhưng mà người sơ cơ phải nương cái thân để đi đến cái tâm. Thành ra Phật tử tôi kêu cạo tóc, nó trời con để cạo cái tâm sư ơi, tôi hỏi cái tâm con ở đâu, tôi cạo đầu bây giờ. Nếu người sơ cơ mà không có thân làm sao có tâm, tôi là bỏ chiếc áo này ra là tôi nói chuyện tôi không tu được, tôi là người sơ cơ mà tôi còn đang tầm mà. Giờ nếu mang quần áo như quý vị mượn đồ Tây mà đi ôm cái bát xin ăn không có ai cho, phải đắp y cạo đầu trọc. Thì nhờ cái này mà đắp y, người ta nói mình phải nghĩ rất kỹ, chiếc áo không làm thành thầy tu, nhưng muốn làm thầy tu phải có chiếc áo, mình phải hiểu. Nếu mà tôi lợi dụng chiếc áo này tôi đi xin ăn rồi tôi không tu gì hết, tiếp sau sa đọa, ngay bây giờ cũng sa đọa. Còn nếu tôi nương cái chiếc áo này thì tôi dễ đắc quả, để rồi tôi đền ơn tất cả chư Phật tử. Thành ra trong kinh có nói chiếc áo không làm thành thầy tu, không phải người mặc chiếc áo là thầy tu đâu, nhưng mà muốn làm thầy tu, muốn đắc quả phải nương vào chiếc áo. Cũng như tôi nói giờ, chiếc xe đạp không phải là tịnh xá, nhưng không có chiếc xe đạp không đến tịnh xá được. Nếu tịnh xá nó xa, không có chiếc Honda mình làm sao chạy được 30-40 cây số, mà mình đi bộ một cái từ đây đến đây thì đây người ta chạy ta cũng hội mất rồi. Nhưng mà cái xe Honda không phải là tịnh xá, nhưng muốn đến tịnh xá phải nhờ Honda. Nói vậy là quý vị hiểu rồi. Thành ra đừng có lợi dụng, đừng có tiễn cái Honda là tịnh xá thì chết mình. Đừng có lợi dụng chiếc áo này rồi lợi dụng Phật tử để rồi không tu gì hết, thì cái nhân quả không bao giờ chạy thoát đâu. Quý vị phải nhớ chỗ đó. Thành ra người tu rồi không dám làm một điều gì mà mờ ám, mặc dầu không có ai, nhưng mà có trời, có đất, có chư thánh nhân, có ma quỷ, nó biết hết. Biết là nó biết ở nơi cái ai là ra cái tư tưởng mà làm cái gì, do tư tưởng mình sai khiến thì cái thân cái miệng mới làm. Người ta bắt ở cái tư tưởng kêu bằng tha tâm thôi. Quý vị đắc quả rồi quý vị lời gặp mấy người đắc quả, vì chưa nói người ta biết quý vị nói cái gì rồi. Mà khi nói ra người ta biết mình nói thật hay nói giả dối, thì từ ở trong ai lại ra mình nó phát ra. Thôi bây giờ chúng ta trở lại cái thân thứ hai đó. Thì quý vị thân thứ hai thì nhân viên khác tôi giải thích thêm, thì chúng ta phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, đó là sơ thiền. Rồi khỏi cần niệm Phật, tiếp niệm Phật nó tràn vào ai lại ra, nó phát ra, rồi dùng tư tưởng là cái giọng nó tống nó trở vô, rồi chân vọng hòa hợp từ ai là do nó phát ra chúng ta tống vô, thì cái này kêu là nhất niệm. Người này định lực rất mạnh, rất thông minh, rất sáng suốt, được hưởng phước báo của vua quan quyền sung sướng của cõi trời. Nếu dùng ở đây thì phạm giới cấm thử, còn từ đây bước lên nữa mà có thao thức, có tha thiết, có trăn trở, người này phải trăn trở, tức là bất mãn, không đồng ý với cái này, phải tiến nữa. Thì nếu tiến mà không qua Bát Nhã, đi qua sẽ qua Tam Thiền, thì mất thân luôn, đi vào cái thân thứ hai. Cái thân thứ nhất của chúng ta là cái thân hưởng hỷ, là chúng ta kêu là cái mừng. Cái thân thứ hai là thân tất cả toàn dây thần kinh, kêu là lạc. Chúng ta phải nên nhớ cái mừng đi, cái lạc hơi khác. Chẳng hạn quý vị khát nước mà sắp sửa có nước uống thì quý vị mừng, mà chưa uống đâu, nhưng mà khi đem nước đá mà lát xê ra quý vị uống nó mát cả ruột rang, quý vị mất thân. Cái này kêu là lạc. Lạc là thân với cảm giác nó dính liền, không còn biết cái thân ở đâu. Còn mừng là thân an mà tâm hỷ, cái thân mình sắp sửa đã khác, thành ra mình có cái mừng. Thành ra cái hỷ với cái thân nó là hai cái nó phân biệt rõ ràng. Còn khi qua cái lạc là cái thân với cái vui nó dính liền với nhau, chúng ta không còn biết cái thân, ở toàn thân đều hưởng cái lạc thọ cái vui hết, đại khái là như vậy. Rồi nếu mình đi ra khỏi nữa đi tới tứ thiền là không còn sống chắc thân bên ngoài, không còn sống chắc thân bên trong, mà sống với cái không có xác thân, sống toàn bằng tư tưởng, tức là bất lạc, bất khổ thọ, không vui mà cũng không buồn, sống một trạng thái vững dưng bình thản trước cái sự thăng trầm
của thế sự. Thì ai đạt tới đây mới biết, tôi giảng cho biết, thì thân này kêu là cái thân thứ ba, gồm có thân bằng hư không, thân tâm hoàn cảnh đều hư không. Alaya tức là không có không gian mà chỉ có thời gian thôi, cái này là cái hiện tiền, kêu là sát na chứ không phải chu kỳ. Chu kỳ là không gian, cái này là sát na, rồi đi tới phi không gian phi thời gian, tức là niết bàn tịch tịnh của A La Hán, rồi đi tới phi tưởng phi phi tưởng là pháp thân thường trụ của Như Lai. Nhưng mà cái này do nhập định kỹ lâu sâu thấy rồi tạo ra cái tứ không dỗm, kia là đồ nhái. Thì cái này khi khác, cái thân này là thân thứ ba của cõi trời vô sắc giới, rồi đại khái là như vậy. Còn cái thân thứ tư, thân thứ ba là hết rồi đó. Cái thân thứ nhất đó kêu là thân của cõi dục giới, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, người trời sống với mắt tai mũi lưỡi, chết rồi phải chôn phải thiêu, phải sống nhờ mặt trời mặt trăng, có đêm có ngày. Còn sắc thân thứ hai là cái sắc thân của cõi trời sắc giới, sống không có ăn uống nữa mà ăn uống bằng cái hỷ là cái mừng và cái vui tôi vừa giảng hồi nãy. Chết rồi sống không cần mặt trời mặt trăng mà sống với hào quang của mỗi người. Khi muốn chết nó có năm điều hiện ra thì biết mình sắp chết, các ngài tàn hình mất luôn, không có chôn gì hết. Năm điều đó là hào quang mờ, mà sống bằng hào quang chứ không có mặt trời mặt trăng. Mà hào quang mờ thì biết tuổi thọ mới ngân dân hết rồi đó, họ biết thôi. Rồi mới qua trên đầu, họ dắt qua trên đầu nhờ cái hào quang, cái định lực nó tươi hoài, nhưng mà qua nó héo thì biết là định lực mình xuống rồi. Rồi khi tắm nước dính mình tắm là nước dính mình, cả ngày tắm nước không có dính, cõi lao gì hết. Rồi mồ hôi rinh ra là bốn, ngày ngày không có mồ hôi mà bắt đầu có mồ hôi là kẹt rồi. Thứ năm là cát bụi dính vào mình ngồi ở đây mà có mồ hôi cát bụi dính, các ngài không có, mà hãy ngũ tướng này bắt đầu suy, các ngài biết mình muốn chết rồi. Thì một là tập trung kỹ mạnh lâu sâu để thăng qua lên cõi trời vô sắc, hai là chết sa đọa xuống cõi dục lại, thì cái đó là vấn đề lớn ngoại. Còn khôn nữa muốn cho ấy là chạy kiếm Đức Phật, lợi lại ngài nhờ cái phước báo của ngài, ngài cho một bài pháp là bắt đầu trở lại cõi trời sắc giới hoặc thăng lên vô sắc. Thì cái đó trong kinh kệ thôi. À, tôi nói vậy. Rồi cái thân thứ tư, cái thân thứ ba là sống toàn bằng tư tưởng, tưởng tượng rất là mạnh, không có thân bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi không có dây thần kinh luôn, mà sống với cái tư tưởng hoàn toàn trong Thủ Lăng Nghiêm kêu là 10 phần 10 tư tưởng. Còn qua đây là cái thân của Thánh Nhân, tôi giảng sơ thôi, tức là cái thân cái thứ nhất đó kêu là phù trần căn của chúng ta đó, cái thân của cõi dục giới đó kêu là đoàn thực. Cái thứ hai là xúc thực là cõi trời sắc giới. Cái thứ ba vô sắc giới kêu là tư niệm thực. Còn cái thứ tư của Thánh Nhân kêu là thức thực. Thì đây tôi kể thức thực. Thức thực là không có thân mà chỉ có ai lại ra thôi, tức là đứng lặng, nhập vào đứng lặng, các ngài lặng lẽ. Vì đó trả bài cô Liên Trà, cô trả cô cho thí dụ thấy hay, cô cũng bắt đầu cũng hiểu đó, tôi cũng phục đấy. Dòng họ Liên là dòng họ của A Di Đà mới đầu quân thôi, mà pháp lý như vậy là tôi cũng cũng đáng khen. Có ông nào là ông tặng cậu cái gì đó thì chúng ta thấy là chúng ta học chứ rồi phải vậy, cố gắng thôi, thì phải do mình mà giũa à, mình nhớ hoài thì được. Thì cái thân thứ tư này đó là lặng lẽ, nếu nhập lưu đó sẽ thấy được bốn đường ác. Bốn đường ác thì có sắc thân, có ăn uống sắc tài danh lợi ngụy, nhưng mà có đó chỉ là điện tử kết hợp lại thôi. Nó đứng lặng, nhập vào đứng lặng, nó chạy tới đợi lui đều là sát na thôi, đều là sát na thôi, điện tử rồi cuối cùng là biến thành hào quang. Điện tử là một cái dòng dường như có hình, nhưng mà có lúc nó là hào quang thì nó mất hình. Rồi tới nhất lãng lai quả thánh thứ nhì thì thấy được cõi người và trời dục giới. Thì tất nhiên là cái hào quang này không còn là điện tử nữa, chỉ là cái hình
nhờ hào quang tới mà bất lai thì cái hình mất luôn, chỉ còn hào quang sáng rực rỡ và hơi mờ. Tới A La Hán là hào quang hoàn toàn rực rỡ hết. Thôi đại khái vậy thôi, nếu nói là phải giải cho kỹ lại theo đại khái mới biết. Thì cái này kêu là thức thực an bằng đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Tới A La Hán thì không còn đứng lặng, nhập vào đứng lặng mà hoàn toàn đứng lặng, tức là đứng lặng mà bất biến. Còn ở nhập lưu nhất ngoại lai bất lai, đứng lặng mà chuyển biến, mà chuyển biến thì có hình, mà đứng lặng thì không có tướng. Còn chúng ta vừa sao động mà vừa chuyển biến, thành ra có hình có tướng luôn. Mà cái hình là cái nhận thức, cái tướng là đối tượng nhận thức. Đại khái là như vậy. Tóm lại chúng ta có bốn cái thân. Một cái thân bên ngoài là mắt tai mũi lưỡi thân đầu, chúng ta thấy rồi. Cái sắc thân hai là tịnh sắc căn, cái này ăn bằng hỷ lạc, cái kia và ăn bằng sắc tài danh lợi ăn uống nhà ngũ nghỉ, là cái thân thứ nhất chúng ta dễ nhìn. Chết rồi thú quá, phải tiêu, phải chôn, phải khóc lóc. Còn cái thân thứ hai là không có mặt trời mặt trăng, nó sống bằng hào quang, khi chết rồi tàn hình đi mất. Nên thì cái này ăn bằng xúc thực, tức là nhập định, ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Quý vị có thể làm được. Quý vị nào cũng phải giữ tám giới á, mà giữ cho kỹ à, chứ không phải là thọ. Thọ giữ luôn thì tốt nhất, còn không thọ mà giữ được thì càng tốt. Thì với Phật tử đây thì có ngán, nhất là mấy cô thì ngán cái đầu tóc thôi, đầu tóc nó đẹp lắm mà cạo rồi coi nó mất đẹp, thành ra muốn thọ tám giới mà sợ cái đầu. Chứ tám giới thì đâu có gì, năm giới thì qua cái hạnh nữa thì không ngồi ghế cao nằm giường rộng nè. Thì tất nhiên là phải cái đơn, bề ngang 7 tấc, bề dài 2 thước, bề cao có 4 tấc à, thì ngủ có mình à, mà hãy lăn một cái xuống đất có 7 tấc bề ngang thôi. Các sư đây với cái đơn đó là cái đó đó. Còn giới thứ 7 thời không nghe xem hát múa đờn kèn chủ vui đâu yến tiệc, từ nay không có đi đám cưới nữa, truyền hình gì dẹp hết, không có coi cái này khó à, ai mà ham vui là không giữ được. Giới thứ 8 là không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hàng lộ tươi tốt, thì cái này mấy cô khó nhất, mặc đồ mắc tiền là không được. Tôi thấy mấy người mà năm giới là mặc cái đồ gì mà chốt nhón chốt nhón giống như là mấy cô đào hát bóng, không có được, chỉ là đồ vô bố đơn giản thôi. Đã là tám giới rồi mặc gì mà giống cái cô đào đi ra gặp mặt trời nó chiếu lấp lánh chớp nhoáng, như vậy là năm giới còn không trọn nữa mà. Rồi mà son phấn nữa thì kẹt, uống tóc nữa cũng kẹt, cạo cái đầu trọc luôn. Thì chúng ta thấy là ba cái hạnh này rất là khó, mà nếu không làm thì tôi có hại cho ai đâu, mà năm giới có không hại mà làm thì chết à, còn tám giới mà không làm thì tốt. Thì đại khái nó khó, mà nếu được như vậy giữ cho kỹ rồi thì rất là rỗi rảnh, rỗi rảnh mới chìm đắm trong cái hỷ lạc của xuất thực, tức là cõi trời tám giới. Quý vị có thể ngồi 7 ngày 7 tháng 7 năm 70.000 năm, 70.000 năm, quý vị có thể sống 70 tuổi 70.000 tuổi, đâu có ăn cái gì nữa mà chết, thì hoàn toàn là ăn bằng cái cảm giác thôi, cảm giác hỷ lạc thôi. Mà nhập trong đó à, xuất ra mà cái thì rồi cũng phải trở lại cõi người cõi trời, là phải có chết nữa thì phải nhập trở lại nữa. Mà quý vị thấy là nhập người cô đó là phải có điều kiện, như bây giờ tôi nhập không được nữa, tôi đó ngồi 7 tiếng 9 tiếng bây giờ không có được 7 9 tiếng nữa, cái sắc thân nó đã suy si rồi. Mà cõi trời đó thì sắc thân đâu có suy si. Mà tươi trẻ như còn trẻ hoài, ở đâu có ăn cái đoàn thực như vậy. Thì họ muốn chết là năm tướng suy si, rồi họ tàn hình mất mất, hoặc là họ tu mạnh hơn, họ thăng qua lên họ cao, rồi họ trở xuống cõi dục giới, họ đầu thai vào trong gia đình mang thai nữa, thì lẫn quẩn cõi vô sắc thì cao hơn. Không có thân bên ngoài, không thân bên trong, không có dây thần kinh luôn, mà sống hoàn toàn với cái tư tưởng rất là vi tế, giống như bây giờ cái máy điện thoại di động đó là nói chuyện bằng tư tưởng đó. Chúng ta nói vô đó là tư tưởng nó phóng giống như cái làn sóng, rồi hai cái làn sóng gặp nhau. Bây giờ Ấn Độ ta còn có rất nhiều mấy người tu đó, họ nói chuyện ngồi đây rồi người kia bên kia họ phóng tư tưởng, hai người nói chuyện bằng tư tưởng mà mình đứng gần mình không biết gì hết. Thì cái đó là cõi trời vô sắc, không có sắc thân, sống hoàn toàn bằng tư tưởng. Còn tới thức thực là quan trọng nhất, là bao trùm hết mấy cái đó.
nhập lưu thì thấy được cái lối sống mà nhơ nhốt đê tiện có bốn đường ác, thì người này thấy rõ hết tất cả những cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula đều có nhận thức và đối tượng nhận thức, và nhận thức đối tượng nhận thức đều phát hiện từ cái lặng lẽ của nhập lưu. Nhập lưu không gì hết mà chỗ đó là chỗ phát hiện ra nhận thức và đối tượng nhận thức của nhập lưu, của địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula và người trời. Thì tất nhiên họ lặng lẽ họ thấy được hết trơn những cái đó mà họ không dính mắc vào địa ngục người trời nào hết, thì đó là quả thánh. Nhưng mà tới cái cảm giác của người và trời dục giới nó chia sẻ hơn, họ có bắt đầu cải sửa thì quả thánh thứ hai mới thấy được. Quả thánh thứ nhất nhập lưu chỉ thấy rõ được bốn đường ác thôi, còn tới người trời là bắt đầu có nghiệp. Trời dục giới năm giới bắt đầu có ai là gia, mà là gia nghiệp thì mới di tế, đòi hỏi cái Phật tánh phải cao hơn. Thành ra cái nhập lưu đó thì còn thấy có định chủng tử và có hào quang, mà tới quả thánh thứ hai thì chủng tử mất, chỉ còn cái hình của hào quang và hình thôi. Rồi tới bất lai thì cái hình cũng mất luôn, chỉ còn hào quang rực rỡ và hơi mờ. Hơi mờ tức là kinh nghiệm kiến thức trí ức chủng tử dưới hình thức năng lực mà tôi giảng đó, thì bất lai nằm ở chỗ này. Tới a la hán là bạc trân toàn diện, thì đây là không có không gian, không có thời gian, chỉ là cái dùng hào quang rực rỡ. Tới đây gánh nặng đặt xuống, sự việc làm cần làm đã làm xong, từ nay không còn trở lui lại cõi tam giới nữa. Không còn trở lui chắc là không phải dở lui, nếu Bồ Tát Thánh đã trở lui mà không còn trở lui là không dính mắc nữa. Vĩnh viễn các ngài thị hiện một thân, nhiều thân, vô lượng thân, một cõi, nhiều cõi, mà không dính mắc vào đâu hết, vẫn ở trong cái lặng lẽ hào quang rực rỡ. Thôi đại khái nói như vậy. Thì hôm nay trước khi dứt lời thì tôi một lần nữa tôi cũng chứng minh cho quý vị, từ nay người chết dài dài, thân bàn quyến thuộc con cái vì người thân mình chết nhiều lắm. Vì sao? Là vì cái đời mạt pháp bây giờ chúng sanh tạo ra nhiều cái chất độc từ không khí, đã bị bom nguyên tử phá mất cái chất ozone rồi, mặt trời nó chiếu thẳng xuống không có cái gì hóa giải nó. Thì nếu chúng ta phơi nắng mà không khéo là ung thư da, cho khoa học bây giờ cũng công nhận đấy. Còn cái thứ hai nữa đó là món ăn bây giờ hóa chất không, đất nó khô cằn rồi, một năm hồi xưa làm có một mùa còn đất để phơi, bây giờ để phân hóa học vô chết đất còn phải nhồi cho nhiều hơn nữa, thì ăn là an toàn phân hóa học không? Còn loài thú thì chúng ta khôn quá, chúng ta làm cái đồ ăn thực phẩm cho loài thú ăn mà toàn là đồ độc không, rồi nó ăn vô mình ăn thịt nó, mình ăn rồi nó đồ độc, thành ra đủ thứ bệnh, nhất là bây giờ ung thư, tai biến, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, mấy cái bệnh nan y mà bên Tây y đã bó tay. Thành ra bây giờ ta trở lại Đông Phương mà bây giờ đâu còn thầy thuốc nào giỏi nữa. Thầy thuốc dầu cho bên Đông Tây, Đông y hay Tây y gì muốn giỏi là phải có thiền định. Thành ra bên Tây y cũng vậy, mà Đông y khi mình bệnh hoạn, mình phiền não, không được bắt mạch, không được coi thuốc cho bệnh nhân. Lúc đó tâm mình rối loạn rồi, cho thuốc theo sự rối loạn là giết chết người bệnh nhân. Cứu 1.000 mạng mà giết chết một mạng thì bao nhiêu bao phước báo mình dâng mất hết. Thành ra trong kinh, trong Đông y thường nói đó, nhất thế y tam thế si, một đời làm thầy thuốc ba đời con cháu mặc rệt hết. Mình cứu 1.000 người mà lỡ mà phiền phiền não mình không sát thuốc mà cho chết một người thì bao nhiêu phước báo mình dâng hết. Mạng sống con người rất quan trọng. Thành ra những người hồi xưa người ta ít có chịu đi làm thầy thuốc đó, mà làm thầy thuốc phải học cho tới. Thầy thuốc ở đó cuộc sống dễ dàng. Tôi thấy mấy ông thầy thuốc mà tôi đi kiếm mà ổng ở miền quê không à, ổng ra chợ ổng hốt thuốc tại cái tiệm thuốc bắc rồi ổng về quê ổng nghỉ. Mà lợi cái chỗ họ ở mình thấy thích thú vô cùng. Một cái khoảng đất chừng 5-6 công cả mẫu vậy, họ trồng cây thuốc rồi trong đó mà họ có cái nhà lá trong đó ở rất là thanh tịnh. Hỏi là họ có ngồi tĩnh tọa tức là tu tiên.
thầy thuốc nào cũng thuộc về tu tiên, nhất là cái mà Hoàng đế Nội Kinh họ thuộc lào hết bắt mạch làm sao họ không cần máy móc. Hồi xưa đâu có máy móc gì, họ bắt mạch vô biết người đàn bà này có thai bao nhiêu tháng rồi, sinh con trai hay gái, họ tài tới vậy đó. Cho đến mà bắt mạch cho hoàng hậu hồi xưa họ không cần thấy mặt, đâu có cho thấy, hồi xưa không cho thấy, ở trong cái phòng te đó, rồi làm sao bắt tay, không cho cầm tay hoàng hậu mà, thì có cái sợi chỉ ở trong tay hoàng hậu đưa ra ngoài này, họ cầm sợi chỉ mà họ biết mặt, thì chúng ta thấy nó tài tới vậy. Coi lại trong trong sách hồi xưa chuyện Đông Châu đó, thì chúng ta thấy hồi xưa nhất là ông Hoa Đà Tào Tháo bệnh mà cái đầu nhức hoài, nó đem hết thầy thuốc trị không hết, nghe nó Hoa Đà giỏi mới kiếm Hoa Đà để trị. Hoa Đà bắt mạch nó bệ hạ bệnh này không trị hết đâu, bây giờ hạ muốn trị hết và phải cho tôi làm cái lần cuối cùng là tôi bứa cái đầu bệ hạ ra, tôi nạo lấy cái chất xám ở trong đó, chất nó làm cho bệ hạ nhức bệ và hạ suy tính nhiều quá. Tào Tháo là tay xảo trá nhất, ông tính toán quá rồi cái đầu óc còn có những cái chất mà đen đúa từ chất xám chất gì á, bệ hạ nhức nhối không có thuốc nào trị hết đó. Chỉ có một bữa cái đầu bệ hạ ra rồi móc cái đó ra bỏ cho thuốc lành vô bệ hạ mới hết được. Tào Tháo nói trời vậy là đem ông giết xử trảm, ông định giết tôi, ai mà thầy thuốc trị mà chẻ cái đầu đó làm hai, bây giờ thì làm được có không làm được, mà thời Tào Tháo là mấy ngàn năm về trước làm sao có vụ đó, mà Hoa Đà không dám làm, đâu có thuốc mê, đâu có thuốc tê, thuốc cầm máu gì đâu, chỉ lấy thôi mà chẻ cái đầu làm sao mà sống được. Thì Tào Tháo mới bắt ông nhốt tù, nhốt tù là lên án trong mấy năm, 10 năm bao nhiêu đó, tử hình luôn. Thì ông biết Tào Tháo là tay xảo trá rồi, ông chết trong ngục, ông cắn lưỡi ông chết. Mà trước khi chết đó thì cái ông mà giữ ngục đó biết ông này giỏi, mới lo lắng nói ngài đừng chết, tôi lo cơm nước cho ngài đầy đủ. Thì Tào Tháo không hay đâu, ông nói không, ta không muốn sống nữa đâu, sống cái này khổ lắm, thầy giỏi chừng nào thì người ta càng nghi chừng ấy, và mấy ông lương y khác nó ghét ta, thì thôi ta không muốn sống, thì ông muốn chết. Thì ông này thấy ông này lo, ông đầy hoàng, ông mới để cái bộ kinh sách lại về sách thuốc, đang nói giờ cái sách này gia truyền ta giải chưa có hết gì, ta để lại ông coi theo đây, thì ông sẽ làm thầy thuốc rất giỏi. Thì ông này cảm ơn mới lãnh cái bộ sách của ông, đem về nhà bà vợ mới thấy hỏi, rồi nói là cái này sách của lương y truyền cho tôi, để tôi học hết cái này là tôi hạng nhất danh y, bà vợ đem đốt hết. Đốt. Ông chồng về thấy đốt cũng la quá, ông hỏi sao mày đem đốt của tao hết, ông nói là nữa ông danh y là ông cũng chết như Hoa Đà, tôi thấy tôi sợ tôi không muốn ông chết thì đem đốt. Ông đập ra ông lấy ra thì được còn có Nguyễn Tiến Heo à, còn mấy kia thì trái hết, thành ra người Tàu Tiến Heo đệ nhất. Cái đó là sách của Hoa Đà theo trong Đông Châu Việt Quốc, tôi đọc tôi thấy vậy đó. Thì chúng ta nên nhớ là giỏi quá thì có nhiều người ghét, mà quá giỏi nữa thì người ta nghi. Nếu tài tình chi lắm cho người khác ganh, trong Nguyễn Dương thì tài tình chi lắm cho trời đất ghê, còn đây Phật tử nào mà tài tình chi lắm thì cho người khác ganh ganh tị dữ lắm. Thì nói vậy nhất là người nữ, người nữ thì ganh tị, thấy không? Thì tôi thấy có thưa tôi rồi bữa đó trả bài, tôi nhìn thấy thấy là Phật tử vỗ tay nhiều quá, thì mấy người ganh tị thì kề cái môi dài thọ. Thì tôi biết rồi, tôi thấy nó khó vậy đó, tôi là muốn Phật tử cho giỏi để mà còn cái giáo pháp, mặc dầu nó là cái bánh vẽ, nhưng mà khi mình bế tắc nhờ cái bánh vẽ cái giống nhà nan có thể đắc quả được, nhưng mà Phật tử đã là bát nhã rồi mà lại bất nhã. Bởi vì có bức thư gửi cho tôi đó, thưa tử này kia mà nặc danh, gửi cho kính gửi sư cái chắc khang, nhưng mà cái người gửi không có để tên, rồi tôi lần mò tôi nhìn coi bữa đó trả mà tôi gửi thưa cái cô đó, thì tôi biết cô đó tôi, còn người mà thưa mát là không biết là ai. Thì tôi để ý tới trình trả bài, tôi nhìn nó thấy trả bài hay, được Phật tử vỗ tay khen. Rồi lời thì có người mà biếu đồ nữa, thì tôi nhìn thấy cái cô mà biết đó không biết ai, nhưng mà tôi đoán chắc được, thì kề cái môi dài to, tôi có ngỏ ra, thì tôi nói rồi chắc cô này.
Thành ra tôi sửa lại một chút là tài tình chi lắm cho người khác ganh. Nhưng mà Phật tử cố gắng thôi, mình học là để cho mình. Thì trên con đường đời nó phải có sự khảo đảo, mà càng khảo đảo thì mình càng lên cao. Nhưng mà nhớ đừng có tự tự cao. Thì trong đó đã nói là sư nói là bát nhã, mà Phật tử thường thường là bất nhã. Nhưng mà ai nói gì mình có thì mình sửa, còn không có thì thôi. Đó, trên đường đời thì phải có nhiều cái khảo đảo.